Chào các bạn đến với Tarot Channel. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip về dự báo tổng quan chuyện tình cảm cho tuần 3 của tháng 9. Thì ở đây mình có sẵn 3 tụ bài: tụ 1 viên đá màu đỏ, tụ 2 viên đá màu hồng, tụ 3 viên đá đủ thứ màu. Và đây là lá năng lượng tổng quan của tuần. Thì các bạn dành khoảng thời gian 5 giây để chọn tụ bài hoặc là cái viên đá mà các bạn cảm giác thích hoặc là thu hút nhất. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian là 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ số 1. Tụ số 1 mình có viên đá màu đỏ. Mình có lá 5 kiếm, lá 2 tiền và lá vua tiền. Thì đối với những bạn chọn tụ 1, mình gọi là xác định trước, gọi là có mối quan hệ rồi hoặc là đã có một đối tượng xác định. Tức nghĩa là xác định ở đây tức nghĩa là đã xác lập một cái mối quan hệ rồi nha. Thì bài của mình lên là trong tuần mới này, mình cảm giác là giữa hai bạn á, mình không gọi là có những cái biến cố hay là những cái sự kiện nào đó nó lớn. Mình cảm giác tuần mới của các bạn nó sẽ có những cái khoảng thời gian gọi là dành cho nhau. Mình cảm giác là giữa hai bạn mình cảm giác có một người hơi đa nghi, một người mình cảm giác giống như là cái tính cách nó hơi tiểu thư, hơi công chúa. Mình không nói là nam hay nữ, tức nghĩa là nếu là nữ thì là tiểu thư công chúa, còn nếu là nam là một người hơi ích kỷ, hơi quảng giao, hơi mang tính kiểm soát. Và bài của mình lên đó là trong trong cái mối quan hệ giữa hai bạn, mình cảm giác nó mang tính rất là thực tế nha. Tức nghĩa là hai cái tình cảm giữa hai bạn nó thực, mình không gọi là thực dụng, nhưng mà nó thực tế theo kiểu là tình cảm bằng lý trí. Tại sao gọi là tình cảm bằng lý trí? Mình cảm giác là giữa hai bạn có những cái hợp nhau và những cái khác biệt nhau. Cái hợp nhau là cái giữ các bạn lại. Mình không biết ở đây là về chuyện tình dục hay là tình cảm hay là những cái yếu tố mang tính gọi là tiền bạc vật chất, nhưng đối với mình năm kiếm thì mối quan hệ này đơn thuần không hẳn chỉ là yếu tố tình cảm, nó phải có một cái gì đó ràng buộc và trói buộc ở đây. Và mình cảm giác là hai bạn đến với nhau nhiều khi chỉ đơn giản theo kiểu giống như là chúng ta thấy nhau hợp nhau, chúng ta cảm giác đi chung cũng vui, cũng có những cái gì đó thú vị, mặc dù có những cái nhiều khi cũng không ưng lắm, ví dụ vậy. Hai tiền ở đây nó cho mình cảm giác giống như là trong cái tuần mới này các bạn có thể có những cái nhận ra được những cái khác biệt về cái chuyện lâu dài. Mình cảm giác trong hai bạn kiểu giống như là đang sợ là đối phương đi chung với mình, bởi vì kiểu giống như mình nói là vì chuyện đó này, vì tiền bạc nè, hoặc là vì một cái nhu cầu. Và mình cảm giác như hai bạn, một trong hai bạn đang sợ là nếu một ngày nào đó mình không còn khả năng đáp ứng hay chu cấp thì, tức nghĩa là câu chuyện nghe nó hơi tiêu cực, nhưng thực chất mình cảm giác ở đây nó chỉ là những cái hoài nghi, những cái hồ nghi, và nó chưa có căn cứ. Bài của mình lên mặc dù cái lá vua tiền nằm ở dưới, nó theo kiểu giống như là nó hơi thiếu đảm bảo, hơi thiếu chắc ăn, tức nghĩa là kiểu giống như là cái gọi là cái khả năng phòng vệ hoặc là cái bản thân, cái tôi của các bạn nó nói với các bạn là à, mối quan hệ này, hoặc là cái kinh nghiệm của các bạn nó nói với các bạn là à, cái mối quan hệ này nó như thế này, nó như thế kia. Nhưng mình cảm giác giống như là mình cảm giác giống như là nếu mà thật sự các bạn đi tiếp nữa thì họ vẫn quan tâm, họ vẫn chăm sóc, hoặc là họ vẫn để ý đến các bạn thôi, chỉ là những cái kinh nghiệm, những cái gì gọi là bên trong, cái tiếng nói bên trong của các bạn nó làm cho các bạn thiếu thiếu an toàn. Còn đối với những bạn độc thân vui tính thì bài này lên là trong cái tuần mới này thì mình nói là có thể các bạn đang để ý ai đó, các bạn đang có muốn tìm hiểu một người nào đó, thì bài này mình lên năm kiếm ở đây là cần phải tìm hiểu thêm, cần phải có thời gian đánh giá lại. Bởi vì năm kiếm ở đây nó theo kiểu là cái đối tượng hoặc là bản thân bạn luôn luôn có xung quanh, luôn có những người hướng về các bạn, tức nghĩa là cái người mà bạn thích hoặc là bạn một người nào đó thích bạn thì bạn cũng đang còn thích một người nào đó khác. Bởi vì mình vẫn cảm giác là trong thời điểm hiện tại cái tâm của các bạn nó không tập trung. Mình cảm giác là hai tiền ở đây nó theo kiểu giống như là tao thấy mày cũng đẹp đẹp, cũng xinh xinh, nhưng hoặc là kiểu giống như mà thằng đó nó cũng ga lăng, nó cũng thương tao, nhưng tức nghĩa là nó luôn có một cái gì đó không ổn. Và mình cảm giác như các bạn vẫn muốn lựa chọn, vẫn muốn cân nhắc, vẫn muốn đánh giá lại. Mình không nói các bạn gọi là kén cá chọn canh, hay là các bạn tự cao, hay là các bạn chảnh, chỉ là mình cảm giác như đối tượng này nó chưa hẳn là một cái sự phù hợp hoàn toàn đối với các bạn, và các bạn muốn có một cái gì đó nó hoàn hảo, nó hoàn thiện hơn, và các bạn muốn có một cái khoảng thời gian để tìm hiểu, để đánh giá lại. Thì đó là cái thông điệp của tụ 1 mà mình thấy. Mình sẽ chuyển sang tụ số 2, viên đá màu hồng. Đối với tụ số 2, viên đá màu hồng, thì chúng ta có lá kỵ sĩ kiếm, lá đờ phun và lá vua tiền.
đối với những bạn chọn tụ hai, mình gọi là đã xác lập mối quan hệ đi nha, thì mình cảm giác cái mối quan hệ của các bạn trong tuần mới này nó sẽ có nhiều niềm vui. Đầu tiên là kỳ sĩ kiếm ở đây thì chắc chắn mình cảm giác hai bạn là kiểu cũng vui tính, hoặc là cũng có một cái sự tương quan tương hợp nhất định, theo kiểu là kiểu như là ông không, mình không phải kiểu là ông ăn chả bà ăn nem nha các bạn, mà kiểu giống như là mình cảm giác là ông bà kiểu như cũng chí ché nói chuyện cũng nhiều. Mình cảm giác hai bạn cũng khá là lanh, hoặc là một trong hai người phải có một người rất là thích nói rất là nhiều đủ thứ từ trên trời xuống đất là một. Thứ hai nữa là trong cái mối quan hệ giữa hai bạn, mình cảm giác có người tung, có kẻ hứng, và mình cảm giác như hai bạn theo kiểu giống như là một là mối quan hệ này phát triển dạo gần đây, tức nghĩa là mới phát triển, mới hợp lại, mới chính thức hẹn hò, hoặc là hai bạn kiểu giống như phát triển cũng trong khoảng thời gian 1-2 năm đổ lại chứ không phải quá lâu. Bởi vì mình vẫn cảm giác cái mình gọi là cái gì ta, cái chemistry, tức nghĩa là cái sự, mình không biết dùng từ gì, nhưng mà cái chất xúc tác, cái cảm xúc bên trong của các bạn nó vẫn còn, và mình cảm giác hai bạn đi chung với nhau nó giống như là một cái bức tranh đó, mình gọi là tương đối hoàn hảo. Bởi vì mình nghĩ là mình nói rồi, một cái người tung, một cái người hứng thì câu chuyện nó không bao giờ dứt được. Tuy nhiên mình cảm giác hai bạn á, nó có một cái gì đó nó hơi trẻ con. Mình cảm giác như giữa hai bạn nó mặc dù mình nói là mình khen nãy giờ, mình khen rất là nhiều, tuy nhiên mình vẫn cảm giác cái king of this ở đây, tức nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn nó cần một cái nền tảng, nó cần một cái gì đó mang tính bền chặt hơn. Mặc dù hai bạn không có hứa hẹn gì đó nó bền chặt với nhau, mình cảm giác hai bạn cũng chưa có ai muốn đặt một cái nền tảng nó mang tính dài lâu. Nhưng mà mình cảm giác là nếu đi chung nữa thì đôi bên nên có một cái gì đó rõ ràng. Và mình cảm giác như hai bạn giống như là những cái, mình không gọi là những con, mình gọi là con thiêu thân đi, nhưng mà các bạn đừng nghĩ là các bạn là những con thiêu thân mà nó bay vào ánh đèn. Mình chỉ cảm giác là các bạn cứ đang hiện nghĩ là à thôi mình cứ yêu nhau, cứ quen nhau, cứ tìm hiểu nhau, cứ sống với nhau, cứ hẹn hò là được, cứ vui vẻ với nhau là được, còn chuyện về sau thì để về sau. Thì mình cảm giác là cái tuần mới này nó sẽ không có quá nhiều biến cố, mà mình cảm giác nó có rất là nhiều niềm vui và hạnh phúc và những cái gì đó gọi là sự thú vị trong cái mối quan hệ này. Còn đối với những bạn độc thân vui tính á, thì bài của mình lên là trong tụ hai này thì nó sẽ có tuần mới, nó sẽ có một cái mình gọi là một cái cơ hội đi, một cái cơ duyên cũng được, để các bạn có thể tìm hoặc là gặp hoặc là quen được một cái người nào đó mới. Mình cảm giác là, hoặc là nếu mà các bạn đã có một cái người nào đó tuy nhiên quen nhưng mà chưa xác lập là mối quan hệ là người yêu á, thì trong tuần mới có thể là các bạn sẽ có được những cái buổi hẹn hò, những cái buổi gặp gỡ, hoặc là những cái sự kiện, cái dịp để các bạn có thể gặp cái người đó, để có thể có trao đổi với người đó, hoặc có thể nói chuyện với người đó nhiều hơn, hiểu hơn về đối phương. Hoặc nếu bạn không để ý ai hết thì mình cảm giác bài này lên là có thể có người đang để ý các bạn. Bởi vì kỵ sĩ kiếm với The Fool thì thế nào cũng sẽ có một cái gì đó gọi là giống như sét đánh, chỉ là biết hay không là một, thứ hai là thích hay không là hai. Còn cái lá vua tiền ở đây thì mình luôn luôn cảm giác nó chưa có một cái gì đó hứa hẹn, mặc dù cái lá vua tiền trong những bộ khác là những cái gì đó nó mang tính bền chặt lâu dài, nhưng bộ này mình luôn cảm giác nó là một cái gì đó mang tính gọi là cả thèm chống chán. Và mình nghĩ là những bạn chọn tụ hai mà còn độc thân vui tính á, thì mình cảm giác là thực sự các bạn cũng, mình vẫn cảm giác những bạn chọn tụ hai vẫn còn muốn rong chơi và vẫn còn muốn tìm hiểu thêm. Tức nghĩa là nếu thật sự như các bạn đang thích một người nào đó thì mình cảm giác các bạn cũng chưa muốn xác lập, cũng chưa muốn chốt hẹn. Mình cảm giác các bạn muốn có một cái, không phải là tìm hiểu đâu, mà gọi giống như là quen để coi nó như thế nào, thử giống như là mình gọi là thử vậy đó. Và mình cảm giác cái mối quan hệ này nó giống như, mình không gọi nó theo kiểu như friend with benefits nè, mình cảm giác như là nó nằm lửng lửng giữa chữ bạn và chữ người yêu, và mình cảm giác nó không có một cái sự trói buộc ràng buộc nào cả. Mình cảm giác đôi bên muốn có tìm người mới cũng được, muốn quen với người mới cũng được. Và trong một phạm trù nào đó, mình nghĩ những bạn chọn tụ hai dù là độc thân hay là dù là đã có mối quan hệ, mình cảm giác đôi khi hai bên luôn mở cửa hoặc là để cho đối phương muốn làm gì làm. Nếu thấy hợp với ai thì cứ đi. Ở trong một số trường hợp thì đó là cái mà mình thấy được ở trong tụ số 2. Mình sẽ chuyển sang tụ số 3, viên đá đủ thứ màu. Đối với mình, tụ số 3 viên đá đủ thứ màu, chúng ta có lá 2 gậy, lá 7 cốc. Hai gậy 7 cốc. Mình đầu tiên là đối với những bạn gọi là đã có người yêu hoặc là đã có một mối quan hệ xác lập, thì bài này lên trong tuần mới, mình cảm giác giữa hai bạn á có nhiều cái để mình focus nó. Rồi. Nhưng mà nó lại bị bóng.
bởi cái ánh sáng. Thôi các bạn thông cảm đi, các bạn chịu khó nghe mình đi. Đối với những bạn gọi là cái câu chuyện của các bạn nó sẽ theo kiểu là trong tuần mới nó có thể là có những cái mình cảm giác hai bạn nó sẽ có cái mối quan hệ nó sẽ lên xuống, mình không nói nó thất thường mà mình cảm giác trong tuần mới có thể đầu tuần các bạn sẽ có một cái gì đó nó mang tính vui vui, giữa tuần thì lại buồn buồn, xong cuối tuần thì lại trung bình. Mình cảm giác hai bạn nó giống như hai cái mảnh ghép, nó giống nhau mà ở đó nó có nhiều cái mình gọi là không phải là nó ngược nhau mà kiểu giống như mình không biết mô tả nó làm sao, nhưng mình sẽ nói câu chuyện ví dụ như thế này. Giống như là đôi khi hai bạn muốn dành thời gian cho nhau, rồi sau đó hai bạn lại muốn dành những khoảng thời gian cho cá nhân, rồi sau đó các bạn lại sợ là nếu mà mình dành khoảng thời gian cho cá nhân thì lại quên mất đối phương, nên các bạn muốn dành thời gian cho đối phương nhưng các bạn lại sợ đối phương cảm giác phiền. Tức nghĩa là hai bạn là những người giống nhau, có quan điểm về cái chuyện yêu đương nó tương đối na ná nhau, nhưng mình cảm giác cái sự độc lập hoặc là cái quan điểm về cách sống của các bạn nó hơi chậm. Một thứ hai nữa là về cái kiểu giống như là về tình cảm đi, mình cảm giác hai bạn quan tâm và thương cái đối phương bằng cái lòng hơn là cái câu nói, hơn là cái sự thể hiện. Tuy nhiên mình cảm giác như là có một cái sự thiếu tự tin, một cái sự lo lắng nào đó ở đây. Mình cảm giác là các bạn sợ cái mối quan hệ này nó không bền, hoặc là các bạn đang sợ cái mối quan hệ này nó thiếu đi một cái mình gọi là cái gì ta, nó thiếu đi một cái chất xúc tác để cái mối quan hệ này có thể đi dài hơn, đi sâu xa hơn. Thì mình cảm giác ở đây cái tù ba này nó theo kiểu giống như là có thể là những cái lo lắng nên nó làm cho cái mối quan hệ hơi bị trùng lại, chứ thực chất mình cảm giác cái mối quan hệ nó không có nhiều biến cố, nó không có nhiều sự kiện hoặc là có người thứ ba can thiệp vào. Và trong cái mối quan hệ giữa hai bạn mình luôn thấy có những cái mà mình gọi là những cái điểm dừng. Mà cái điểm dừng này mình cảm giác nó là một con dao hai lưỡi. Đôi khi nó là cái khoảng thời gian giúp cho các bạn tĩnh tâm lại, nhưng đôi khi nó làm cho cái mối quan hệ này bị trùng xuống. Còn đối với những bạn độc thân vui tính á, thì bài của mình lên tụ số 3. Thì mình cảm giác giống như là cái người các bạn đang thích hoặc đang để ý á, thật sự họ không như các bạn nghĩ, hoặc là không thích bạn như bạn nghĩ đâu. Tức nghĩa là nó có thể là tình đơn phương, hoặc là kiểu giống như là anh em mưa, chị gái mưa, kiểu giống vậy. Bởi vì mình vẫn thấy ở đây theo kiểu giống như là mình cảm giác trong thâm tâm của các bạn đôi khi cái chuyện tình cảm mình cảm giác các bạn hơi thiếu tự tin, rồi thiếu niềm tin vào chuyện tình cảm nữa. Mình cảm giác trong cái cách sống, trong cái mong đợi của các bạn về tình yêu, nó luôn luôn có một cái gì đó nó thiếu an toàn. Mình thấy là các bạn cũng mong muốn có tìm được một cái tình yêu đích thực trong cuộc đời, nhưng mà mình cảm giác các bạn không tự tin lắm về bản thân. Mình cảm giác trong cái quan điểm của các bạn nó luôn có một cái sự nào đó mình gọi sao ta, nó kiểu giống như là nó các bạn vừa muốn đi tìm, các bạn vừa muốn người ta tìm các bạn ngồi một chỗ nhưng các bạn lại không muốn ngồi một chỗ. Tức nghĩa là các bạn muốn vươn tay ra ngoài, các bạn đi tìm một cái người yêu, hoặc là các bạn muốn có người khác tìm đến các bạn muốn thoát khỏi cái vùng an toàn của các bạn, nhưng mà các bạn chưa biết làm như thế nào, hoặc là các bạn sợ thử thách, sợ rủi ro. Thì mình cảm giác trong tuần mới này các bạn, cái tâm trạng của các bạn nó sẽ thiếu ổn định và nó sẽ có nhiều cái biến đổi, nhiều cái kiểu giống như là lo lắng, suy nghĩ hoặc là để tâm. Và mình cảm giác như nếu thật sự giống câu chuyện này, giống như mình nói là các bạn đang thích một người nào đó, rồi các bạn nhận ra là họ không thích các bạn, thì mình cảm giác cái tuần mới này nó giống như là một cái gọi là cái chuyến gọi là tàu lượn siêu tốc, mà thay vì nó đang đi lên thì nó đi èo một cái, nó đi xuống luôn, và nó làm cho tâm trạng của các bạn bị buồn. Thì đó là cái thông điệp mà mình thấy được ở tụ số 3. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh Tarot Channel.